đau khổ, nhà Việt Nam cánh trở, mẹ Việt Nam nức nở, mình người Nam muôn thuở giữ trong lòng cho tròn tình quê. Hơn 20 năm chinh chiến điêu tàn, đau xót vô vàn, tôi sống âm thầm không nói nên lời, nên viết bài ca tặng. Anh ơi cho dù anh trở về quê hương, hoặc còn tha phương, xin anh còn giữ vẹn câu thề, dù gió mưa về vẫn một lòng yêu mến quê. Ngày mai ta xa nhau rồi, những tin trong đời anh sẽ còn gặp. Vâng, trước mặt các bác đây là một dòng bàn mixer liền công suất các bác nhé. Với chiếc bàn mixer liền công suất này, hiện tại thì em đang test cho chú Hiếu các bác nhé, ở Bình Định. Thì em cũng đã có ký hiệu rồi này. Echo đầu vào, nhạc vào và đường mic. Cũng như là với dòng này ấy, thì bên em có tặng kèm cả new trick này. Về chú chỉ việc đấu vào loa thôi. Đó, đã có công suất luôn ở trong đây rồi các bác nhé. Đó, chỉ việc đấu new trick vào đây thôi. Nếu mà sử dụng những cái cổng như là 6 ly này cũng được này. Đó. Với chiếc của chú Hiếu ở đây thì số CD ở đây là 7199 các bác nhé. 7199. Đó. Dòng này dòng hàng của Yamaha các bác nhé. Mixer liền công suất 8 line. Chơi kẹo kéo, chơi gia đình, du lịch, đám hỉ, đám hiếu, các bác có thể xách đi và kết nối với loa là chơi. Đó, công suất đánh rất là căng. Đến ngày các bác nhé. Đâu em tháng ngày vui qua mất rồi. Còn gì đâu em, thôi đừng đến xót xa thêm. Đoàn buồn ta đi còn dài lê thê, bởi còn đam mê rồi bước chân quên. Rất là khỏe các bác nhé, rất là khỏe. Đây em đang chơi với đôi loa 30 của AV Pro đang đặt trên này các bác này. Đó, rất là khỏe. Dòng này thì như kiểu một cái vali luôn, các bác đóng xuống cái là xách đi. Đó, xách đi các bác nhé. Đó, tất cả đây đều nhựa cứng các bác nhé. Đó, nhựa cứng cho nên là nó không phải lo cái vấn đề va đập ảnh hưởng đến cái mixer bên trong cũng như là cái công suất các bác nhé. Rất là dày. Đó, liền một khối này luôn này. Đó, có quai xách này. Đó, khóa chốt này. Đó. Đó. Ở đây thì tất cả đây là dòng hàng nhập khẩu các bác nhé. Đây vẫn còn thùng nguyên hai lớp nữa đây. Đó, giờ này em sẽ đóng để gửi cho chú Hiếu. Thì em cũng đã test từ đường mic này, các đường mic cũng như là đường nhạc. Đó. Với bàn này thì em có giới thiệu trên kênh rất là chi tiết rồi, cũng như là có video hướng dẫn sử dụng rồi. Đó. Các bác nào mà nhận được hàng mà chưa đấu nối được hoặc là chưa sử dụng quen thì có thể xem lại cái video bên em hướng dẫn sử dụng các bác nhé. Đó. Còn chiếc này thì bây giờ sẽ cho anh em thợ để đóng gửi cho chú Hiếu ở Bình Định. Hiện tại thì các bác nào có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp với bên em các bác nhé. Hotline là 0977 434 361. Đó. Với CD ngoài của nó là một bao nhiêu nhỉ, em lại quên rồi. CD ngoài là 199 các bác nhé. Đó, nó có hai mã CD cơ. Còn bên trong máy của nó là 702, 205. Đó. Chiếc nào cũng sẽ có hai CD các bác nhé. Đó, chuẩn của Yamaha. Đó. Còn gì đâu em, xa cách nhau xa rồi, thôi nhé quên trong đời, còn có yêu xin hãy làm người là nghe. Các bác sử dụng với những đôi loa 30, 25, 20, chơi gia đình hoặc là chơi kiểu đám hiếu hoặc là nhiều khu vực hay là làm kiểu sách đi du lịch, nó chỉ cắm vào loa thôi, có điện có tín hiệu là ok, bắt bluetooth cắm USB luôn. Vâng, em cũng xin cảm ơn chú Hiếu rất là nhiều, cũng như là toàn thể các bác đã ủng hộ đến cửa hàng Mike của Audio. Và em cũng xin được tạm dừng video, hẹn gặp lại các bác cũng như là chú Hiếu trong các video tiếp theo. Xin chào, mến chào ạ.